chào mọi người. Hôm nay tôi thử cái ấm này nhé. Ấm này là ấm gì đây? Ấm siêu tốc nhưng mà không biết hàng gì cả. Đấy, cũng khá là Panafen của Malaysia nhé. Đây các bạn nhé. Đấy, đừng cắt đi tải của à, đấy, loại này thì cũng khó dùng được, đừng con. Đấy, hàng thì hàng khá xịn. Hiện tượng của nó không vào điện các bạn nhé. Chúng ta đo điện áp nhé. Đầu tiên đo cái này nhé. Đi chạy nó đi, đi mà bộ lo. Nên cái này vên ra nhé. Điện áp của nó được trên 250 nhé. Nó có một mũi ở đây và chị đi mà đây đi nữa, đi nhờ chị đấy. Đây không có điện các bạn nhé. Như vậy ta thể lật cái này xuống ta vặn nhé. Đi mà nhờ vừa đó vặn vứt này ra nhé. Đây. Không có phần nào ta kiểm tra phần đấy nhé. Bật quạt về bật lấy về thang nhân 10 nhé. Thang nào cũng được, nói chung nó lên được. Xem thử nhé. Đi lên nhé, đi lên nhé. Đi lên nhé. Lên nhé. Rồi, coi như hai cái đã lên nhé. Coi như dây không đứt nhé. Bây giờ ở đây nhé. Ở đây chúng ta kiểm tra lên nhé. Có từ nó bị ở đâu nhé. Cái này lên nhé. Còn cái này ở chính giữa này. Không có nhé. Bên này chứ. Bên này nhé. Không lên nhé. Cho đường này không lên. Thấy đường này bị gài các bạn này. Gài mất cái này, bên con. Gài đây này. Vậy chúng ta thay cái này thì xem sao nhé. Cái này thì nó không ro. Đây, nó không ro các bạn. Vậy như là lúc bây giờ này. Lấy tốt cái vít bẹp các bạn nải nhé. Đâu nhỉ? Còn nải thật mạnh vào nhé. Còn không rõ các bạn nhé. Còn hai đâu nhé. Rồi bảy nó ra nhé. Cày luôn các bạn, nó khủng thật đấy, nhưng không phải nó hay đâu. Mẹ nó chờ khó khăn nhẹ. Gãy nó múc nó gãy vào cái này.
Như vậy chúng ta nảy ra này nhé. Chúng ta mua cái này mới này, của nó này. Bây giờ chúng ta gặm vào xem sao nhé. Của nó gặm vào đúng như vậy nhé. Rồi. Đấy. Cắm vào. Rồi. Rồi nha, có thể cái bóng ở đâu nhé. Để xem thử là cái bóng không biết nó nằm ở đâu. Bóng đâu nhỉ? Thôi được, bỏ vào nhé. Làm thử xem sao nhé. Ở đây đây các bạn này, đỏ đây các bạn này. Ở đây, tắt này, đỏ này. Đấy, như vậy là được, ok nhé. Chúng ta bây giờ tiến hành vặn vặn vào nhé. Tiến hành vặn chặt vào. Nó thử nhé. Cắm điện nhé. Đây không được các bạn. Vô lý thế. À lại không được à. Lắp vào là không được nhé. Để thế là được, mà lắp vào là không được. Xem nào. Vô lý thế. Chúng ta tiến hành giảm điện và thử nhé. Nó thật là vô lý thật, phi lý. Nào mình làm vào kính dừa nhé nào. Rồi, thổi vào kính dừa thôi. Nó này nó xem sao. Đấy, thay vào là không được nhé. Được hả? Em nảy lên để xem sao. Không biết hiểu sao, không hiểu sao mà này không được này. Đây là không được. Thật vất vả cho tôi nhé, phải thử lại các bạn nhé. Các bạn nhé, không phải điền không vào nhé. Do cái này lúc này mình bật quá nóng cho nên nó bị nhảy rơ le nhé. Nó có một rơ le bảo vệ bên trong, khi nó khi nào nước nóng lên là nó phải nhảy nhé. Đấy các bạn lại thấy không. Trường hợp như vậy mình cho nên mình để nó quá nóng lâu quá, nó nóng đột ngột mà bởi vì siêu tốc mà. Đấy các bạn sẽ thấy được nó nấu nhé. Không phải là do bị bệnh nhé. Cho nước ở trong đầy quá, nước ở trong không có, nó nóng quá nên nó nhảy rơ le. Thôi video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like, subscribe nhé. Xin chào mọi người nhé.